Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 18 tháng 3 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin bị réo tên trước tòa, Lê Hoàng Quân tái mặt. Hiện nay có rất nhiều vụ án có thể liên quan đến bộ Tam, Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đùa. Đáng lẽ ra là bộ tứ trong đó có Tất Thành Cang, tuy nhiên hiện nay Tất Thành Cang đã tạm cho vào khám và tạm biệt bộ tứ này. Liệu rằng Tất Thành Cang đã vào trước thì ba người kia có theo chân vào hay không thì còn phải chờ tiếp tục điều tra nữa. Tuy nhiên, bởi những gì liên quan đến vấn đề Thủ Thiêm thì đều liên quan đến ba con người này. Vụ án Sadeco thì liên quan đến một mình Tất Thành Cang. Vụ án Thủ Thiêm thì liên quan đến Hải, Quân, Đùa, Cang. Còn sai phạm ở lô đất vàng 185 Hai Bà Trưng, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh thuộc Sở Văn hóa và Thể thao và Du lịch thì ngoài liên quan đến nhân vật Nguyễn Thành Tài thì liên quan đến Lê Hoàng Quân nữa. Tuy nhiên, vì Nguyễn Thành Tài có thế lực và nhỏ nên bị truy tố, còn Lê Hoàng Quân thì vẫn bình chân như vậy vì là khúc cụt quá to. Những năm gần đây, việc liên minh giữa những doanh nghiệp sân sau và chính quyền để tìm cách phủ phép chuyển nhượng đổi trác trá hình đã làm thất thoát tài sản nhà nước và đó là của nhân dân và tạo cơ hội làm giàu bất chính cho các nhóm lợi ích trở nên rất phổ biến. Bà Dương Thị Bạch Diệp, tức đại gia Diệp Bạch Dương, giám đốc công ty Diệp Bạch Dương, là một đại gia bất động sản nổi tiếng. Bà đã bị bắt vào đầu năm 2019 vì liên quan đến việc phủ phép để biến khu đất 185 Hai Bà Trưng nằm gọn trong tay của mình. Nếu không có sự giúp sức của các cựu quan chức thành phố thì nữ đại gia này không thể nào thực hiện chót lọt một phi vụ lớn đến như thế. Đây là hình ảnh bà Dương Thị Bạch Diệp bị ra tòa kéo theo hàng loạt quan chức cũng sổ khám. Phiên tòa xét xử bà Dương Thị Bạch Diệp và những người liên quan gồm có ông Nguyễn Thành Tài, cựu phó chủ tịch thường trực thành phố, ông Đào Anh Kiệt, cựu giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường, ông Trần Nam Trang, cựu phó giám đốc Sở Tài chính, ông Nguyễn Thành Rum và cựu giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, ông Vi Nhật Tảo, cựu giám đốc Trung tâm Ca nhạc nhẹ và ba người khác. Hàng loạt cấp dưới của Lê Hoàng Quân đã bị truy tố, nhưng tại sao Lê Hoàng Quân lại thoát? Đây là câu hỏi được dư luận đặt ra. Ông Lê Thanh Hải giữ chức bí thư thành ủy, ông ta quản lý thành phố về mặt đảng, ông ra chủ trương, tuy nhiên triển khai chủ trương đó là chủ tịch thành phố Lê Hoàng Quân. Nguyên tắc vận hành của bộ máy Đảng Cộng sản Việt Nam là như vậy. Ông Lê Hoàng Quân là người trực tiếp chỉ đạo các sở ban ngành triển khai chủ trương của đảng bộ thành phố. Trong tay ông Lê Hoàng Quân là các giám đốc sở sẵn sàng tuân lệnh của ông Quân. Như vậy, câu hỏi đặt ra là khi sở thực hiện sai thì ai là người chịu trách nhiệm cao nhất? Đó chính là ông Lê Hoàng Quân, chứ không thể ai khác. Được biết, bốn quan chức ra tòa cùng với nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp và Đào Anh Kiệt, Trần Nam Trang, Nguyễn Thành Rum và Vi Nhật Tảo đều thuộc cấp trực tiếp của ông Lê Hoàng Quân. Vậy tại sao tòa án không cho khởi tố ông Lê Hoàng Quân là câu hỏi được đặt ra? Và lẽ nào ông Lê Hoàng Quân vô can? Lẽ nào ông Lê Hoàng Quân không có sai phạm gì? Không hẳn là như thế. Đến bốn thuộc cấp của ông Lê Hoàng Quân cùng sai phạm một tội giống nhau thì điều đó cho thấy đó là có sự phối hợp ăn ý giữa các sở ban ngành trong vấn đề sai phạm này. Mà ai có thể chỉ đạo sở làm việc chung? Đó chính là ông cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân, chứ không phải ai khác. Tuy nhiên, bốn người này thì ra trước vảnh móng ngựa, còn ông Lê Hoàng Quân thì an toàn ở lại tại nhà. Đây là hình ảnh ông Lê Hoàng Quân sai phạm lớn nhưng vẫn an toàn. Được biết, trong phiên tòa xét xử, bà Dương Thị Bạch Diệp đề nghị hội đồng xét xử thay đổi kiểm soát viên Trịnh Thị Lan Anh, một trong ba người giữ quyền công tố tại tòa, vì cho rằng bà này không khách quan. Kiểm soát viên đã cố tình bỏ sót nhiều tình tiết có lợi cho bà và cố tình lờ đi những tình tiết liên quan đến sai phạm của lãnh đạo. Phản ứng của chánh án chủ tọa phiên tòa Phạm Lương Toản là không chấp nhận vì vấn đề này, và đây cũng là điều dễ hiểu vì tòa án bao giờ cũng có xu hướng gỡ tội cho quan chức và buộc tội cho thường dân và các doanh nghiệp. Có thể nói phiên tòa này có dấu hiệu thao túng bởi quyền lực.
Đó là lý do tại sao người chịu trách nhiệm lớn nhất sai phạm hàng loạt của sở ban ngành dưới tay ông Lê Hoàng Quân lại không hề xuất hiện trước tòa. Nếu bị truy tố thì ông Lê Hoàng Quân sẽ rơi vào khung tội nào? Đây cũng là câu hỏi được đặt ra. Phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài 5 ngày. Bà Dương Thị Bạch Diệp bị xem xét tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ Luật Hình Sự với cáo buộc vai trò chủ mưu trong vụ án hoán đổi nhà đất 57 Cao Thắng, quận 3 lấy trụ sở Trung tâm Ca nhạc nhẹ thành phố Hồ Chí Minh số 185 Hai Bà Trưng ở quận 3, gây thiệt hại cho nhà nước 186 tỷ đồng. Và đây cũng là tiền thuế của nhân dân. Đối với các sai phạm của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện cho bà Diệp lừa đảo, nguyên Phó Chủ tịch thường trực Nguyễn Thành Tài, 69 tuổi, đang mang án sơ thẩm 8 năm tù, bị xác định là người chịu trách nhiệm cao nhất. Ông cùng với Đào Anh Kiệt là nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Trần Nam Trang, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính, Nguyễn Thành Rum, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Vinh Nhật Tảo, nguyên Giám đốc Trung tâm Ca nhạc nhẹ và ba người khác bị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 285 Bộ Luật Hình Sự. Đây là hình ảnh Nguyễn Thành Tài. Được biết, trong vụ này, người nắm túi tiền của bộ máy điều hành do ông Lê Hoàng Quân làm lãnh đạo là Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh Đào Thị Hương Lan đã bỏ trốn. Bà trốn mang theo nhiều hồ sơ gian dối về tài chính mà có thể có liên quan đến ông Lê Hoàng Quân. Bà Lan trốn đã lâu và cho đến nay cơ quan cảnh sát điều tra vẫn chưa bắt được. Như vậy, nếu Lê Hoàng Quân bị truy tố, ông ta có thể bị truy tố theo Điều 285 Bộ Luật Hình Sự. Tuy nhiên, đấy chỉ là bốn và cũng chỉ là nếu, vì thế lực của ông Lê Hoàng Quân quá mạnh, khó ai có thể bắt được ông ta. Được biết, trong phiên tòa hầu hết bị cáo là quan chức, còn bà là thường dân nên bà Dương Thị Bạch Diệp mời đến 6 luật sư bảo chữa. Trước phiên tòa, các luật sư có đơn đề nghị hội đồng xét xử cho triệu tập Văn phòng Đăng ký Đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự Thành phố Hồ Chí Minh, hai điều tra viên của Bộ Công an, lãnh đạo các ngân hàng liên quan để chứng minh những tình tiết giảm nhẹ tội cho bà Diệp. Tuy nhiên, hội đồng xét xử đã bác điều này và dư luận cho rằng Nguyễn Thành Tài đã tố Lê Hoàng Quân. Vào năm 2008, bà Dương Thị Bạch Diệp đề nghị ông Vi Nhật Tảo, Giám đốc Trung tâm Ca nhạc nhẹ Thành phố Hồ Chí Minh tại 185 Hai Bà Trưng, quận 3, hoán đổi trụ sở này với khu đất 57 Cao Thắng, rộng 1.040 m². Đất tại 1185 Hai Bà Trưng là đất vàng, còn đất 57 Cao Thắng chỉ là đất bạc. Đổi cho nhau, bà Diệp lời lớn, sau đó bà Diệp lại quả bằng cách hỗ trợ xây dựng trung tâm có quy mô lớn, hiện đại hơn và có thể có những khoản lại quả ngầm khác mà cơ quan điều tra không thể chứng minh. Tuy nhiên, việc đổi trác này là sai trái và các quan chức không nhận lại quả thì khó mà ai tin cho được. Người dân không qua nổi. Những án tù dù là rất nhẹ nhưng các quan chức thì thường bị giấu biến. Sau khi đối chất, ông Vinh Nhật Tảo đã kết hợp với bà Diệp đã thống nhất và xin giấy phép xây dựng cho công trình xây dựng ca nhạc trung tâm nhạc nhẹ 57 Cao Thắng. Ban đầu do chính bà Diệp xin những ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh từ chối. Tuy nhiên sau đó ông Nguyễn Thành Tài chỉ đạo Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ký công văn chỉ đạo giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng, Sở Thuế, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch nghiên cứu có đề xuất vì cho rằng phương án này có lợi cho thành phố. Đây là hình ảnh cũng như Lê Thanh Hải, ông Lê Hoàng Quân là người mà cơ quan tố tụng chưa dám đụng tới. Cơ quan công tố xác định nhà nước đã mất quyền sở hữu nhà và quyền sở hữu đất đối với tài sản 185 Hai Bà Trưng, không xác lập được quyền sở hữu nhà và quyền sở hữu đất đối với tài sản 57 Cao Thắng. Bà Diệp đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt khu nhà đất 185 Hai Bà Trưng trị giá 352 tỷ đồng, đó là thời giá vào năm 2019. Quá trình điều tra, ông Nguyễn Thành Tài khai là Phó Chủ tịch thường trực nhưng không được phân công quản lý, sắp xếp lại tài sản nhà nước. Khi nghe Vi Nhật Tảo và bà Diệp trình bày về đề nghị hoán đổi đã bị thuyết phục, vì bà Diệp xây khách sạn 5 sao sẽ mang lại lợi ích lớn cho thành phố. Được biết, trước tòa, ông Nguyễn Thành Tài đã khai báo rằng đã báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân và được ông Quân chấp thuận.
ông Quân giao cho ông Tài trực tiếp chỉ đạo vụ việc hoán đổi sai trái này. Và tại sao không khởi tố Lê Hoàng Quân là câu hỏi tiếp tục được đặt ra. Theo ông Tài, bản thân nhận thức được quyền sở hữu hợp pháp, không có tranh chấp, thế chấp đối với nhà 57 Cao Thắng của công ty Bạch Diệp. Diệp Bạch Dương là điều kiện tiên quyết bắt buộc để thực hiện việc hoán đổi. Nhưng ông lại thiếu sót khi không chỉ đạo kiểm tra xác minh điều kiện pháp lý, bởi ông tin tưởng sự chấp thuận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Đây là hình ảnh ông Lê Hoàng Quân được cho rằng là khúc củi bự chưa cho vào lò. Ông Tài cho rằng mình không vụ lợi hay có động cơ cá nhân, nhưng là người chấp nhận chủ trương và chỉ đạo giải quyết vụ việc hoán đổi, ông sẽ chịu trách nhiệm về hậu quả đã xảy ra. Có vụ lợi hay không thì chỉ cần xét đến, chỉ cần xét những quyết định sai trái là làm tài sản nhà nước đã bị thất thoát, tức là tài sản của nhân dân, thì ông Tài có trách nhiệm và sếp của ông Lê Hoàng Quân đã đồng ý cho ông thực hiện thì cơ quan tố tụng cũng cần phải truy tố ông Lê Hoàng Quân để thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật. Tuy nhiên, cho đến nay, cơ quan tố tụng đang bất lực với ông cựu chủ tịch có nhiều sai phạm này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.d ngày hôm nay thứ Năm ngày 18 tháng 3 năm 2021 với bản tin bị réo tên trước tòa Lê Hoàng Quân tái mặt. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d.